với mong muốn tìm một địa điểm hoang sơ để tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần. Chợt nhớ trước đây có nghe láng thoáng về Hòn Nghệ, cánh cam lật đật sợt tìm thông tin, cách di chuyển và mau chóng lên kế hoạch cho chuyến đi đến hòn đảo thú vị này. Cánh cam chọn hãng xe Cumho cho hành trình xuyên đêm từ bến xe miền Tây đi Hà Tiên. Nhưng còn cách Hà Tiên hơn 30 km, mình xuống điểm tại thị trấn Ba Hòn tầm 6 giờ sáng. Dừng chân điểm tâm tại quán phở khá ngon đối diện bến tàu, để từ đó đón tàu gỗ Thành Tâm ra Hòn Nghệ. Hòn Nghệ là một hòn đảo thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Hòn Nghệ chỉ cách Hòn Chồng 15 km và cách thị trấn Ba Hòn, huyện Kiên Lương 24 km mà thôi. 9 giờ 15, tàu gỗ Thành Tâm bắt đầu rời bến, băng qua một đoạn cửa biển nước đậm màu phù sa. Chỉ chợp mắt xíu chứ không ngủ được, vì mắt mình cứ dán vào ô cửa sổ nhìn sự đổi màu của nước biển sang xanh ngọc, nhìn bọt sóng trắng xóa từ thân tàu, nhìn vô số những hòn đảo của Hạ Long phương Nam. Đẹp quá, chả cần dùng điện thoại hay máy ảnh xịn sò, chả cần dùng app hay ra bộ tịch nghệ sĩ nhiếp ảnh canh canh chỉnh chỉnh, chỉ cần chiếc iPhone cũ lia một hồi đã có vô số bức ảnh ưng ý. Lòng lâng lâng khi cánh cam đã thực sự bước vào một hành trình mới. Hòn Nghệ có hình bầu dục, dài 2,5 cây số, ngang 1,6 cây số, diện tích tự nhiên 3,8 cây số vuông, có nhiều đá sa thạch khá khác biệt ở phương Nam. Sau 2 giờ trên biển, tàu cập bãi Nam của Hòn Nghệ. Từ phía biển, chúng tôi nhìn vào đảo thấy một bức tranh non nước hữu tình của hòn đảo xinh đẹp. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là những lồng bè nuôi cá dày đặc trên vịnh biển xanh rờn. Tàu vừa cập bến, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 20 m sừng sững trên một ngọn núi uy nghi, quay mặt về phía làng chài, cách liên tôn cổ tự chừng 100 m. Liên tôn cổ tự dựa lưng vào vách núi, trên núi có hòn đá chuông, khi gõ vào sẽ vang tiếng bong 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 rất lạ tai. Để vào chánh điện phải đi qua một hang hẹp dài hơn 20 m. Trên vách có rất nhiều tượng thiên nhiên tạo hình kỳ vĩ. Sau Tết Nguyên Đán, khách thập phương về viếng chùa hàng trăm lượt mỗi ngày. Từ tượng Phật Quan Âm nhìn xuống bãi Nam, chúng ta có cảm giác đứng trước một ngư cảng sầm uất, tàu bè
chen kín, nhấp nhô cùng với ghe xuồng nhộn nhịp náo nức từ sáng sớm cho đến lúc hoàng hôn buông xuống. Đảo chưa phát triển du lịch, nhưng nhà nghỉ cũng khá sạch sẽ, view biển và đầy đủ TV, tủ lạnh, máy lạnh, có restroom riêng khi điện lưới quốc gia đã vượt sóng ra đảo. Đây chính là hòn đảo có thể phát triển du lịch bền vững. Tuy nhiên, bà con còn vô tư với rác thải và nước thải sinh hoạt. Điều này cộng với rác thải từ nhà bè, tàu thuyền và phần lớn khách du lịch xả trôi dạt vào bờ. Mong rằng ý thức công cộng tốt hơn và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và giám sát công tác giữ gìn vệ sinh môi trường của xã đảo. Nhưng đã đến thì phải có niềm tin, tin rằng mình sẽ tìm được những góc ảnh sống động nhất. Chiếc xe máy thuê của homestay và cây tripod tri kỷ đã cùng mình rong ruổi 7 cây số chu vi nhiều vòng trong buổi chiều hè có không khí mát mẻ, lại được bao bọc bởi ánh nắng vàng rực rỡ. Quả thật, người có công trời chẳng phụ, và cánh cam cuối cùng cũng tìm thấy những bãi đá tinh khôi không cộng rác với những ngọn sóng trong vắt. Cánh cam đã phải lòng nơi này từ bao giờ. 5 giờ 15 phút, chuông báo thức reng, cánh cam lờm cờm bò dậy. Ồ, đêm qua ngủ say quá. Bước ra lan can nhìn biển, ánh dương dần rực nơi hướng đông. Vội vệ sinh cá nhân, xách tripod, lao nhanh ra bãi tắm, miếu bà chúa xứ. May quá, tinh xương ít rác, sắn quần, lội ra phía xa, nước trong veo, nhìn thấy cả những đàn cá li ti, thậm chí những chú cá dài gang tay đang tí tởn. Cách bờ hơn 100 mét, nhà bè và ngư thuyền san sát, bắt đầu xuất hiện tiếng ý ới, tiếng động cơ, báo hiệu một ngày cuối tuần tất tả của bà con. Khi mặt trời lên cao, bầu trời xanh gợn những làn mây trắng, màu của bình minh ảo diệu chuyển sang nhiều sắc thái, tuyệt vời. Đúng như tuốt của đám trẻ đú trên, không đi chơi là có lỗi với mẹ thiên nhiên.